Sunday Caroline, like, wow, so I love them. Wow, đây là Sally Carrera các bạn, rất là đẹp. Các bạn có thể thấy chiếc xe nó có một cái màu xanh rất là đẹp, hiện Porsche các bạn, nhau quá trời ngầu rồi luôn. Và tiếp theo là có chiếc khiên của Hostie xe của các bạn. Wow, hay chiếc xe nào đó rất là đẹp. Wow, chiếc xe của chiếc khiên các bạn, Hostie xe của các bạn 96 mình nhầm á, nó có màu xanh lá cây rất là đẹp nha. Đó, sở hữu cái râu rất là đáng yêu luôn này. Đây, ở đây mình có được số Slider 1095 của Rossi. Wow. Wow, chạy rất là nhanh quá. Wow, chiếc xe Lightning lao xuống rất là lẹ luôn các bạn. Đây là Lightning 1095 của Rossi các bạn, rất là ngầu nha. Đó, màu đỏ rực luôn các bạn, quá đẹp luôn. Wow, đây là Lizzie của mình đấy các bạn, màu đen nha, rất là đáng yêu luôn, một chiếc xe khá là đáng yêu, cổ điển nữa. Wow, chiếc xe lao xuống tốc độ khá là lẹ luôn. Đó là Hudson Harness các bạn. Đó, số 51 with the power các bạn, rất là ngầu nha. Đây, đây, đây. Ô, đây lao xuống rất là lẹ luôn. Wow, đây, đây là con số 51 các bạn, rất là nhanh luôn các bạn. Francisco, wow. Wow, chiếc xe Francisco lao xuống rất là nhanh luôn các bạn. F1 Francisco của mình là liệt quý nha các bạn, rất là ngầu. Đấy, đẹp đấy chứ. Đây, tiếp theo cái gì đây? Wow, chưa kịp nhìn luôn. Wow, thì ra là đó các bạn, một chiếc xe màu xanh lục bảo khá là đẹp luôn, vì sao rất là đẹp luôn nha. Và chúng ta có được gì đây? Wow, và đây là quý cô Shipwell các bạn, một diễn viên người Nhật nha các bạn. Nhìn rất là hay luôn các bạn. Wow, hôm nay chúng ta có quá trời chiếc xe luôn kìa các bạn. Nhìn ta cho kìa. Wow, nếu các bạn thích video này đừng quên like, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã cùng hòa nói mình. Tạm biệt các bạn.